Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Minh để quay giới thiệu quý vị và các bạn một số mai tàng ha. Em nha, chào anh. Em Minh, chào cô chú anh chị. Thì hôm nay em có về một cái mười mấy cái tàng anh chị, tàng lớn bự đẹp nha cô chú anh chị ha. Bắt đầu em sẽ vừa vào cái số 1 của chú anh chị mình đây. Hình thức mình ship vẫn là bao sống bao ship toàn quốc. Cây bên em thì có những cây em bao ship mình toàn quốc được, còn có những cây mình em bao ship toàn quốc không được chứ anh chị. Cái nào em báo vừa không được thì cô chú anh chị mình ở xa mình đừng chốt giùm em ha. Cái bắt đầu vào cái số 1 của chú anh chị mình đây. Cây bên em thì em bao sống bao ship, bao sống thì em bao sống cho chú anh chị mình 50% ha, tại vì cây lớn. Cái là đặng cô chú anh chị mình về mình chăm sóc nó ngon lành. Ví dụ xây một cây mà nó có trục trặc gì thì cô chú anh chị mình có alo em hỗ trợ cho mình 50% ha. Rồi, mã số sao đây anh? Mã số 1. Ủa, này là mã số 1 của chú anh chị. Số 1 ha. Mã số 1 này chiều cao nó 1.7 của chú anh chị mình ơi. Khá là cao đây ha. Đó. Tán ngang nó 1.6. Rộng nè. Vô cái hoành luôn đây. Cái hoành nó là 27 hoành đó chú anh chị mình ơi. Đây ha. Hoành 27 đô đằng đó chú anh chị. 27 đúng luôn. 27 đúng, 27 luôn ha. Rồi, xây dòng đế luôn anh. 28 này 27 ốm hết phần rồi. Rồi, để có đế ha, xương cành thì khích luôn đây quý vị. Cái cành này của chúng mình khỏi bàn ha. Đó, nó quá đẹp luôn. Đặt cây thì nó ha. Đang có một cái sống khỏe luôn ha. Rồi, mã số mã số 1. 1. Số 1 này em giao lưu cưa của chú anh chị mình giá là 1.4 triệu. Rồi, 1.4 triệu. Ship. Bao ship mình toàn quốc nha. Mấy cây này em bao ship mình toàn quốc được. Rồi, xuống cây luôn. Xuống cây luôn phải không? Nó nắm này sao đi. Mã số tiếp theo luôn quý vị. Mã số tiếp theo là mã số 2 của chú anh chị mình đây. Mã số 2 này chiều cao nó mình tính 1.9 thôi giờ cô chú anh chị. Cao dữ à. Cái tán ngang của nó chắc cỡ 1.6 của chú anh chị mình đây. Cái này tàn xòe đẹp nè ha. Cái hoành em đo vị trí giống vậy nó là 27, còn nếu mình đo tính lên trên đây nó là 24 không chị. Nè. Chị mình thấy đo giống y chang như em là 27 hoành 28 hoành luôn ha. Rồi. Nó mình xích lên nó là 24. Đó, cụ đế thì quá đẹp. Xương cành này của chú anh chị mình khỏi lo ha. Xương cành đây. Đó. Giáo hạt của Đức của chú anh chị, bông từ 5 tới 12 cánh ha. Cành xe đặt cái trơn nè. Quá dữ luôn, mã số 2. Ok, đây nó giá nhiều quá ta. Từ từ. Rồi, mã số 2 cho luôn nhiêu anh. Rồi, mã số 2 từ từ luôn á chú anh chị mình ơi. Từ từ luôn ha. Rồi, xuống cây. À, mã số số 3 quý vị ơi. Mã số tiếp theo. Ra ngoài đây nó hơi nắng chút rồi chú chị. Nhưng mà rõ cái này cây. Chiều cao nó mà mình tính nó có 2.2 của chú chị mình đây. Tán ngang này chắc 2.5 luôn. Rồi, cao cũng cao tầm 2.5 luôn đó quý vị ơi. Tán ngang 2.5 luôn á. Cái này thì quá dữ của chú chị mình đây. Dỗ hoành luôn nha quý vị. Góc thì nó hơi siêu siêu. Để em xây cái hoành qua cho ha. Nó vậy nè. Đó vậy là 32 hoành ha. Rồi, đó 32. Đó 32 hoành. Còn cái củ này nó bự vô chú chị mình ơi. Rồi giáp thước qua đây. 60 mấy đây. Đó giáp thước này nó nằm vậy nè nó mới im được. 66. Đó 66. 66 nha quý vị. 66. Củ đế này củ nó giống như thú vậy nha quý anh chị. Đó cây rất đẹp ha. Nó đế nó lên xù nha quý anh chị. Cái nó thì cây nuôi thần. Máy nắp thì nó nứt sù đó ha, nuôi thần cái nặng lắm chú chị, em buông ra nó rất là đụng, cái bàn xây bên chịu không nổi á. Đây mấy kỹ ha, thân cành ha, nút nụ thì còn bao la luôn, mặt bông thì rất là đẹp của chú chị. Tại giờ em để vào nắng nó bị héo, nắng quá nắng á, nói chung bông mai mà để vào nắng quá thì nó cũng bị héo chú chị. Nói người ta ra ngoài cũng héo, nói chuyện bông mai ha. Cây bứng đó ha, cây mình này mình có thần gì không anh? Cây này cây thần mô. Thần mô, cái thần mô à. Nói về sức sống của cây này thì nó rất là khỏe của chú chị, mình yên tâm không cần phải lo lắng gì hết á. Rồi xe tiếp anh. Phát tàn quá dữ luôn. Tàn rộng thênh thang ha, cao cũng cao thang. Luôn. Góc thì nó hơi lắc nhẹ vậy ha. Cái này thì giá nó hơi căng chút nha chú anh chị. Giá nhiêu anh? Cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 5 triệu bao ship mình 200 km ha. Rồi 5 triệu bao ship 200. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 4 quý vị. Mã số 4, chiều cao em này chắc 2.5 tính chị. Tán ngang của nó chắc 2.2 ha. Rồi, 2.2 hơn này em tính là nó hơn không chứ gì mình ơi, chứ nó không có thiếu nha. Rồi anh xây vòng chỗ gì nghe cái tàn cái anh. Tàn thì nó rải cây cành rải đều, tại vì nói chung cây nuôi của chú anh chị.
Mình nuôi thằng thằng ngô phải không? Thằng ngô mình chỉnh sửa cũng nhiều lần mới ra được cái phân đàn vậy ha. Đó là vô hoành của chú anh chị mình đây. Rồi vô luôn. Bạn vị trí này ha có chú anh chị. Chứ này này đi ha. Đó này nè, 33. Mình muốn lên không? Lên trên là 30 ha. Đó là nữa rồi. Lên nữa luôn hả? Lúc kẹo đó rồi. Hả? Nhiều. 30 luôn. 30 luôn. Đó, củ đế nè, đẹp lắm chú anh chị. Cây thì em mới đem về thì nó lá nó hơi rụng, cô chú anh chị mình chốt thì em sẽ lãi lá đi em mới ship đi ha. Rồi, dạ đã mất cho sức cây ha. Nó khỏe cây. Rồi, sẽ xài tiếp luôn, vì nó nghĩ kỹ để em nói những gì để đầy đủ hết trơn ha, chịu chống đủ hết trơn ha. Để sổ đi nôm, còn bự. Rồi, mình lên thân cành đây. Rồi, rồi từ từ lên nha quý vị. Mấy cái này mà lâu này của em mặt bông đẹp lắm anh chị mình ơi. Bông rất là đẹp ha. Cây nó thì rất là tê tái luôn. Rồi, giá luôn nhiêu anh? Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 4 triệu cho anh chị. Ship sao anh? Em ship cái này em ship chỉ có 200 km thôi ha. Rồi, bao ship 200 km giá 4 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã số tiếp theo quý vị. Số tiếp theo là mã số 3 của chú chị mình ơi. Năm hả? Chú năm à, chú năm lộn, nó lộn nó lộn nữa. Rồi em sẽ xây một vòng cho cô chú chị mình tham khảo cái phong tàng ha. Cây này thì đặc điểm của cây này là cái sù của chú chị. Rồi cây mai sù. Rồi cao đều. Ngang luôn đi anh hả? Cao ngang nhiêu cái cao này mình tính 2 mét thôi chú chị. Rồi hai tán ngang này có nhiêu anh Đức? Dạ tán ngang này khoảng mét 7 mét 8 vậy đó anh. Cao thì hơn 2 mét nha quý vị. Đây để mình vô cái gốc anh dựng anh bên. Ai cái gốc này sù quá nha quý vị ha. Sù quá sù luôn. Sù lên cái tay mình chạy người ta. Trời nó vẫn có luôn. Nhưng mà ít thôi. Đó. Để em thay giáp vòng cái củ đế cho mình tham khảo ha. Cái này sù. Sù bên đây rõ hơn nè. Đó. Đây rõ hơn quý vị có nguyên cái bệt luôn ha. Sù này dữ lắm quý vị anh chị mình ơi. Rõ ràng ha, đẩy nhẹ nhẹ lên trên rồi quạnh luôn có chút gì quạnh dưới này trước đi ha. Cổ. Ha gì tí nào thì anh bẻ này bẻ cổ nè, bẻ cổ này đo ngay chỗ biết kỹ này gọi là cổ rễ đi ha. Cổ rễ đi đo ngay cổ rễ đi. Cổ rễ nó là 34 34 còn mình đo trên đây ha. Cái cổ trên cái này mình tính nó ngay chỗ cục xù không nè. À, giờ anh nhiêu ngay chỗ vị trí xù 30 ha. Là 30 nè. À. Cái này cũng khó đo ha, khó đo. Này nó cũng đâu qua, không nó không có dưới 29 được các chú anh chị. Nó không phải 30 chứ không có dưới được ha. Nhưng mà đo cổ cỡ nào cũng vậy. Còn dưới đây là nó giống như mình đo cũ. Sù ha. Này đẹp quá. Rồi, anh chị nào thích cái sù này ha. Sù thích cái củ đế ở dưới thì chốt cái này chơi ha, chốt cái này chơi. Rồi nên kéo xương cành lên quý vị mình xem xương cành cái ha. Rồi dựng cái anh bên. Mình rồi xương cành trên đây về cho quý vị dễ thấy ha. Đó. Rồi cho luôn nhiêu đây anh? Cái này em giao lưu cô chú nhìn giá là 4,5 triệu của chú chị. Bao ship mình 200 km ha. Xù nha của chú chị. Rồi, mã số tiếp theo cái gì? Mã số 6 ha. Mã số 6. Cái này chiều cao em này nó quá cao anh chị mình ơi. Nó cao cái này có cái này mình tính hơn 2,5 mét luôn của chú anh chị mình ơi. Rồi. Hơn 2,5 mét tán ngang của nó thì này về của chú anh chị mình về mình chằng dây này giúp em ha là tán là rộng rồi của chú anh chị. Cái này em mới vừa cắt dây ra. Cái này thì hoành tán ngang của nó hiện thời nó chắc tầm chừng 1,6 mét của chú anh chị mình đây. Rồi. Rồi để em xây vòng cho chú anh chị mình coi cái phong tàng ha. Phong tàng nó thì rất là đều của anh chị, rất đẹp ha. À, mình vô cái phần đế trước như cái gì để đây cái cũ ha, đế đẹp để chân chống chân chịu rồi có rồi hết đầy đủ hết luôn ha. Đó, rất đẹp luôn nha chú anh chị. Dạ mình cho cái hoành em nói đi anh. Cái hoành cái hoành hoành đó ngay đây ha, nó đây đi ha. Rồi đó thì nó là 28 rồi chị. Đây cái gì 28 hoành rõ ràng ha. Còn cái cũ nó thì ngay đây nè, cũ
rồi. Ngày này nó là 39 luôn, 38, 39 luôn. 8 rồi. Rồi củ đế này. Thân cành luôn nha quý vị. Rồi, thân cành đây. Rồi, từ từ lên quý vị ngắm nghía kỹ thân cành ha. Lá quá xá lá luôn, mới về mới bung dây ra luôn, chưa kịp lặt lá. Cái này có chút điều là há chốt thì em lặt lá nha. Cào úp lúc từ đó ha, quá cao ha. Tại vì cái gì chằng cái nó xè ngang ra nó sẽ rõ, nó đẹp hơn ha. Rồi giao lưu nhiêu đây anh? Cái này em giao lưu có chút điều mình giá là giá mềm thôi, có chút điều anh chịu đây, giá mềm 3,5 triệu thôi. Ship bao ship 200, bao ship 200 km, tại cao quá ha. Cao quá, cao luôn. Rồi xuống cây luôn, là mã số 7 quý vị. Đây mã số 7 đây ha. Loại này chiều cao đó mình tính 2m2 của chú anh chị mình đây. Rồi tán ngang, tán ngang nó có 2m mấy 2m 2 2m rưỡi luôn á. Rồi tính coi tầm 2m2 luôn đi ha. Cao 2m2 ngang 2m2 luôn. Cái này đẹp quá của chú anh chị mình đây. Này lá cũng còn thưa thưa nè, dễ thấy xương cành ha. Nút à, quá cỡ luôn. Từ trên xuống dưới luôn nè quý vị. Đó. Rất chậm xuống nha. Từ xuống đây. Nghe kỹ nha. Cây trực quá đẹp luôn. Rồi xuống cái cây bồ đế luôn đây. Đi bàn ha. Đi bàn. Đã đều đẹp, động lực bự nha. Rồi mình vô cái quanh nó luôn nha quý vị. Ngược thước luôn. Mình 30 của chú anh chị. Đó, đúng 30 luôn. Đó, quý vị ngắm nghía xương cành lại một lần nữa ha. Đó. 30 quả. Cái này quá đẹp luôn của chú anh chị mình đây. Phân tàn quá đẹp luôn ha. Rồi giao lưu nhiêu đan? Cái này em giao lưu cô chú giá là 4 triệu, bao ship mình 200 km. Rồi xuống cây luôn, 4 triệu ha. 4 triệu. Đây, rồi này phát cây. Mã số 8 à quý vị? Mã số 8 là của em tặng xe cho quý vị. Tặng xe rộng quá. Tặng xe này, cái này nó trổ bông rồi, mặt bông cũng khá đẹp, mà giờ nó còn chà, nó còn đài không à. Đó, cái này chiều cao nó mình tính 1m4 chú chị. Đá ngang mình tính 2m2 đi ha. Rồi bên là 1m1. Nhìn lên ha quý vị. Này 2m2 ngang ha. Này xương ngang nè. Quành của em nó là 20 của chú anh chị. 21 chứ. 21 quành. Để luôn đây. Cái này thì em bao ship cho chú nhà mình toàn quốc được nha. Cái này thần mô. Đấy đẹp. Giao lưu nhiêu anh? Rồi cái này em giao lưu của chú anh chị giá là 1,1 triệu thôi của chú anh chị. Rồi 1,1 triệu ha. Giá quá mềm luôn. Rồi xuống cây. Mã số 9 à quý vị. Mã số 9. Cái này chiều cao mình tính 1m5 của chú anh chị. Rồi. Tán ngang nó chắc 1m6 hơn luôn nha. Rồi tầm đó luôn. Mấy cái này thì em bao ship của chú anh chị toàn quốc được ha. Cái phí ship cũng rất là cao. Mấy hôm nay chắc mình cũng thuần mô hết á anh. Được thuần mô hết quý vị. Hôm nay mấy cái clip em lên chỉ có hai cái đầu tiên là cái hàng máy bứng thôi. Còn mấy cái này là đều thuần mô hết. Đó, vô cái quạt nó luôn nha quý vị. Cái này thì độ khỏe của nó thì quý vị yên tâm ha. Đây anh chị, quạt nó 22 quạt nữa quý vị. Rồi, 22 đoạn này đó. 22 quạt ha. Xe qua bển cho quý vị ngắm đế bên đây ha, cái cũ bên đây nè. Cái này thì em giao lưu với cô chú nha anh chị mình giá là 1 triệu 2 thôi. Rồi, 1 triệu 2. Ship toàn quốc luôn nha quý vị. Ship toàn quốc 22 quạt. Rồi xuống cây luôn. Lâm. Mã số 10. Mã số 10 là một em này chiều cao nó mình tính 1m8 thôi chị. Rồi. Tán ngang nó thì em đã phơm rồi ha. Nó còn chừng 1m1, 1m2 thôi. Rồi tầm đó ha. Tầm cao nè. Cái gì gì mình chăm sóc năm sau nó ra dài cơ nó ra đẹp ha quý vị. Cái này thân lắc cũng rất là đẹp quý vị mình ơi. Đây, em này bẻ ở dưới ok ha, bẻ ngắn ha. Ừ, bẻ ngắn. Co lại. Rồi đâu hoành nó đó đâu ta? Đây ha. Rồi, đó ngay chỗ cái mình nó đi ha. Đó ha, cái mình. Rồi, đó ngay
chỗ vị trí này đi. Vị trí này nó là 27 yếu, mình tính 26 chứ anh chị. Đó. Coi ngày đó 26. Chừng để cắm hết đẹp quá chứ anh chị. Quá đẹp luôn. Rồi, mã số 10 đem giao lưu cho anh chị mình giá là 1 triệu 1 đi. Triệu 1 luôn. Triệu 1 luôn. Ship toàn quốc luôn. Ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 11 đây quý vị. Cái này bông quýt đó chứ anh chị. Nói chung mà cái lô này của em mặt bông đẹp lắm chứ anh chị mình ơi. Cái này chiều cao đó, mình ước lượng giùm luôn anh Tấn. Cao 1m8, ngang 1m8 quý vị. Đó, cái này em đã có form rồi cho mình chứ anh chị mình ơi. Thì sơ ha. Thì sơ rồi. Sơ ngoài là hạt này hàng bông bông Tết. Nó còn một số bông còn cặn lại mà chú anh thấy mặt bông lớn nè. Còn sót lại. Bông lớn mà nó bự mà đẹp ghê hồn quá chú anh chị. Chẳng nhiều cánh luôn ha. Ừ. Cái gì cái này 7 8 phân chứ. Này phân 7 và bông này phân 7 phân ạ. À. Bông bự, nhiều cánh ha. Bông rồi ra cánh. Xuống nè. Từ xuống đây quý vị ngắm nghía ha, bông thì bự, nhiều cánh. Ở giáp thước 26 hoành của chú anh chị. Rồi 26 ha. Để luôn. Để quá cộp luôn, quá đẹp luôn. Đó, bông bự luôn, nhiều cánh luôn. Hai cành là lực lực luôn ha. Quá đẹp. Rồi, cho luôn nhiêu đây anh? Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 2 triệu 2 bao ship mình toàn quốc luôn. 2 triệu 2 bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo. Tiếp theo là mã số 12 của chú anh chị. Rồi. Mã số 12 này thì chiều cao nó mình tính 1m89 của chú anh chị. Rồi. Tán ngang của nó thì chắc ở đó luôn ha. À, cao thì cỡ 1m8, ngang chắc cỡ nếu mà tại cái tàn mình mới cắt dây thì nó hơi 1m6 đi, nếu mà vậy mình xe ra giờ nó rộng quá chứ ha. Nó rộng lắm á. Nó xe ra rộng hết nói luôn. Rồi, xay chú vị mình ngắm nghía cái phần xương cành luôn. Lá thưa thưa dễ thấy xương cành trong đây ha. Đó. Cái này giao lưu giá mềm mềm cho chú anh chị mình chốt đem về nuôi sang năm chơi có mặt bông đẹp luôn. Rồi, vô cái hoành luôn nha quý vị. Hoành 24 của chú chị. Rồi. 24 hơi yếu chút xíu ha. Yếu. Để nôm cắm nè, còn bự bự không nè quý vị. Đó. Rồi cái này em giao lưu với chú anh chị mình toàn quốc luôn, giá là 1 triệu 4. Rồi, 1 triệu 4, ship toàn quốc. Bao phí luôn. Rồi, xuống cây luôn. Là mã số tiếp theo quý vị. Mã số tiếp theo là mã số 13, bông bưởi chảng. Bông bưởi chảng luôn, nhiều lớp luôn. Ở xa này, xa chiều cao nó mình tính 1m8 luôn chị mình. Rồi. Ơi. Tán ngang nó 1m89 luôn á. Rồi. Về chủ yếu là mình chằng dây ra là nó ra đẹp ha. Đây là cái bông nè, cái bông còn sót lại cái bông trên nè. Rồi. Đây để cái đường nào quay cho quý vị đây. Đây, để hướng này nha quý vị. Hết lòng máy vô tới trong đó rồi kìa. Bông bưởi chảng cái này hình như chắc mười mấy cánh đó mà. Em thấy hình như nó hơn 10 cánh. Rồi, tiếp luôn. Cái bông đó hơn 10 cánh quý vị ơi. Tiếp đi anh. Cái cành lực lực không ha. Cái này thì cái gì hả? Cái gì cuốn thước ở dưới đây đây. Đó, hoành có chứ giờ mình ơi. Hoành 27 hoành ha. Đây ha. Đó, 28 hoành hay yếu đó. Rồi. Nè 28 hoành nó nằm tới đây nè. Rồi. 27 nè, thấy không? Rồi. 27 vòng. Tháo ra. Tháo ra, rồi là đang bón á, cụ đế đó anh chị. Để đẹp có duyên ha, cân cây thì nó có hơi bẻ cổ chút xíu. Bông đẹp luôn, này bông đẹp ha, giao lưu nhiêu anh? Bông đẹp luôn. Cái này em giao lưu cho anh chị mình giá là 1 triệu rưỡi của chú anh chị. 1 triệu rưỡi ha. Bông giá mềm luôn cho chú anh chị dễ chốt, dễ chơi luôn. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo quý vị. Mã số tiếp theo là cũng là cây cuối lớp của chú anh chị. Cái này chiều cao mình tính 2m2 của chú anh chị. Rồi, tầm đó. Tán ngang nó 2m2 luôn á. Cỡ đó luôn. Không đàn xè quá xè luôn. Bự ra quý vị. Rồi quý vị ngắm nghía kỹ ha. Đây thân cành luôn. Đây là máy xuống đây. Rồi tết luôn anh. Cụ đế đây. Vô luôn. Cụ hoành luôn ha. Vô hoành luôn. Số bự quá. Số bự quá bự luôn. Cắn bên kia. Chị thấy hoành bự dữ. 26 hoành đó chú chị. Rồi, 26 hoành. Con tàng lớn cái này thì em bao ship mình 200 km ha. Cụ đấy thì đều đẹp hết luôn. Cộng bự. Đó, cộng lực bự không? Tàng bự luôn, tàng bự luôn.
Bao ship 200 ha, giá nhiêu anh? Rồi, em giao lưu giá 2 triệu của chú chị. Rồi 2 triệu ha. Rồi cái này là cây cuối clip ha. Cái này ha, cũng là cây cuối clip của em chú chị ha. Rồi. Cây cuối clip của em thì trước hết em cũng chúc cho chương trình bắt đầu một ngày mới thật là nhiều sức khỏe ha, làm ăn thì thuận lợi. Đó là có chương trình nào nghiên cứu ưng ý cái nào thì cứ việc alo cho em. Đó, chương trình alo cho em là em ship cây tới nhà của chú anh chị mình đây. Rồi em hẹn của chú anh chị mình clip sau nha chú anh chị.